nhắc đến giao hữu, người hâm mộ sẽ nghĩ đến các trận đấu với các thủ giao lưu vui vẻ, học hỏi lẫn nhau và huấn luyện viên có cơ hội thử nghiệm đội hình. Đa phần các trận đấu này diễn ra trong không khí hòa nhã, nhẹ nhàng. Nhưng đôi lúc các thủ lại khiến nó trở nên căng thẳng không khác gì một trận chung kết thực thụ, như Jack Grealish sáng nay chẳng hạn. Trong khi đó, Bayern Munich như muốn trêu đùa fan của Ronaldo khi giám đốc thể thao của họ vừa tung một câu không khác gì thả thính CR7. Cụ thể ra sao phần sau sẽ rõ. Chào mừng các bạn đến với bình luận viên Anh Quân News và đây là bản tin chiều 21 tháng 7. Sáng nay theo giờ Việt Nam, Man City bước vào trận giao hữu đầu tiên trong mùa hè 2022. Mặc dù được đánh giá cao hơn nhưng Man Xanh lại bất ngờ chơi lép vế so với Club America ở những phút đầu trận. Dẫu vậy, với đẳng cấp của nhà vô địch Premier League, Man City vẫn giành chiến thắng với tỷ số 2-1 nhờ cú đúp của Kevin De Bruyne. Nhưng tâm điểm của trận này thuộc về Jack Grealish, tiền vệ người Anh sau khi va chạm với hậu vệ đối phương đã nổi nóng và lao vào ăn thua đủ. Rất may các đồng đội đã ngăn chặn kịp thời và không có án phạt nào được đưa ra. Cũng có trận giao hữu vào hôm nay, Chelsea lại nhận được kết quả trái ngược. Với trình độ vượt trội hơn đối phương là Charlotte FC, The Blue nhanh chóng làm chủ thế trận và mở tỷ số ở phút 30 nhờ pha lập công của Pulisic. Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Thomas Tuchel thay tới 10 cầu thủ, trong đó đáng chú ý có tân binh Sterling. Nhưng Chelsea không thể ghi thêm bàn, trái lại còn bị thủng lưới ở phút 90. Kết quả hòa khiến hai đội bước vào loạt luân lưu. Chelsea sau đó nhận thất bại 3 năm sau loạt đấu súng. Trong khi đó, đội bóng cùng thành phố Arsenal đút túi chiến thắng thứ tư liên tiếp trong tour du đấu hè. Trước đội bóng được đánh giá yếu hơn về mọi mặt là DC United, Bayern đã dễ dàng đá vào lưới đối thủ 6 bàn thắng trong trận ra quân ở tour du đấu hè 2022. Đáng chú ý, bộ đôi tân binh Mane và De Ligt đều đã điền tên lên bảng điện tử. Trong đó, De Ligt ra sân từ băng ghế dự bị ở đầu hiệp 2 và chỉ mất có 2 phút để có bàn thắng đầu tiên của mình cho Hùng Xám. Vào ngày 24 tháng 7 tới, Bayern sẽ chạm trán Man City trên sân Lambeau Field. Mới đây, cựu sao của Chelsea là Bakayoko vướng phải một rắc rối nhỏ nhỏ khi anh bị cảnh sát nhầm là tội phạm. Cụ thể, trong lúc đang đi ở khu vực Porta Grimaldi, thành phố Milan, Bakayoko bị cảnh sát yêu cầu dừng xe và lục soát. Thậm chí anh còn bị cảnh sát chĩa súng vào người. Sau khi phát hiện ra đây chỉ là một vụ nhầm lẫn, cảnh sát đã thu vũ khí và động viên Bakayoko trước khi để cầu thủ này rời đi. Nguyên nhân cho việc này là bởi đầu tháng 7 có một vụ xả súng xảy ra và nghi phạm có nhiều đặc điểm giống Bakayoko. Không phải West Ham mà Nottingham Forest mới là đội có được chữ ký của Jesse Lingard trong hè này. The Guardian đưa tin tiền vệ người Anh chuẩn bị thủ tục gia nhập đội bóng tân binh của Ngoại Anh. Dự kiến Lingard sẽ kiểm tra y tế ở City Ground trong vài ngày tới. Cho đến lúc này, Forest đã có 8 tân binh ở kỳ chuyển nhượng hè, trong đó có thủ môn Dean Henderson từ Man United. Dự kiến đội bóng từng vô địch C1 này vẫn còn chi tiêu mạnh mẽ trong phần còn lại của kỳ chuyển nhượng hè. Thương vụ chiêu mộ Cucurella của Man City đang gặp khó bởi câu lạc bộ Brighton kiên quyết đòi mức giá 50 triệu bảng cho hậu vệ này. Trong khi đó, phía Man Xanh chỉ muốn trồng 30 triệu cho cầu thủ người Tây Ban Nha. ESPN cho biết họ có thể từ bỏ thương vụ này nếu Brighton không chịu nhượng bộ. Mới đây, tân binh của Dortmund là tiền đạo Haller được phát hiện mắc ung thư và phải nghỉ thi đấu để điều trị. Điều này khiến Dortmund buộc phải tìm một chân sút khác thay thế nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới. Theo nhà báo Florian Plettenberg của Sky Mix Germany, Suarez có thể là giải pháp ngắn hạn cho Dortmund trong lúc chờ Haller trị bệnh. Trước đó, cựu sao Barca cũng ngỏ ý muốn chuyển đến Dortmund thông qua người đại diện. AS Roma của huấn luyện viên Mourinho đang gây chú ý trên thị trường chuyển nhượng. Sau khi chốt đơn thành công Dybala, người đặc biệt đã thúc giục ba lãnh đạo đội bóng thủ đô Italia mang về Wijnaldum. Tiền vệ người Hà Lan thuộc diện bị thanh lý của Paris Saint-Germain sau khi không gây ấn tượng ở mùa giải trước. Tờ Football Italia cho biết Roma có thể mượn Wijnaldum từ Paris Saint-Germain với điều khoản mua đứt khoảng 20 triệu euro. Mới đây, huấn luyện viên Conte được cho là đã yêu cầu 8 cầu thủ trong đội 1 Tottenham đi tìm bến đỗ mới. Với việc mang về hàng loạt tân binh trong những ngày qua, chiến lược gia người Ý muốn dọn dẹp bớt những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch. Trước đó, Steven Bergwijn là cầu thủ đầu tiên rời Tottenham. Theo truyền thông Anh, cựu tiền đạo Maxi Lopez đã trở thành ông chủ của Birmingham City. Theo đó, cựu danh thủ Argentina cùng doanh nhân Paul Richardson đứng chung liên doanh mua lại câu lạc bộ này. Lopez cũng là người Argentina đầu tiên trong lịch sử sở hữu một câu lạc bộ chuyên nghiệp tại Anh và dân tình đang kêu gọi Lopez nên mang Icardi về chơi cho Birmingham. Lại là câu chuyện tương lai của Ronaldo, chủ đề nóng nhất thế giới thúc cầu thời điểm hiện tại. Cách đây không lâu, giám đốc thể thao của Bayern Oliver Kahn khẳng định Hùng Xám không có kế hoạch chiêu mộ Ronaldo trong hè này. Thế nhưng mới đây, chính thủ môn huyền thoại này lại có động thái trao hy vọng cho CR7. Trong buổi họp báo mới đây, một phóng viên hỏi rằng Bayern có thông tin mới nhất gì về việc chuyển nhượng không? Trường hợp của Leimer và Ten đàm phán ra sao rồi thưa ông? Oliver Kahn nở nụ cười đầy khoái chí đáp rằng
cả Cristiano Ronaldo nữa đúng không? Chúng tôi sẽ có thêm các cuộc đàm phán và hãy chờ xem, kỳ chuyển nhượng vẫn chưa đóng mà. Phát biểu này của Oliver Kahn lập tức dấy lên nhiều đồn đoán xung quanh tương lai Ronaldo. Nhưng có lẽ các fan Ronaldo nên giữ bình tĩnh trước lời thả thính không rõ ràng này. Hy vọng càng nhiều, thất vọng càng đau. Bến đỗ khả dĩ nhất cho Ronaldo lúc này là Atletico Madrid và Man United. Và sau hôm nay chỉ còn Man United. Bởi theo The Mirror dẫn nguồn từ Cope, người đại diện của Ronaldo, Jorge Mendes đã gặp giám đốc điều hành của Atletico Madrid, Guimarães. Theo đó, phía Ronaldo chấp nhận một mức lương khiêm tốn để được gia nhập đội bóng thành Madrid. Lý do là bởi Ronaldo muốn được thi đấu tại Champions League, nên tiền bạc lúc này không phải là vấn đề. Tuy nhiên, giám đốc điều hành của Atletico cho biết không thể chiêu mộ Ronaldo hè này. Họ cần phải huy động thêm 40 triệu euro để đăng ký cầu thủ mới, cũng như phải suy tính bố trí thêm một vị trí trên hàng công nếu muốn đưa Cristiano Ronaldo về Madrid. Hiện huấn luyện viên Simone đã có đến 3 cầu thủ trên hàng công là Morata, João Felix và Antoine Griezmann. Nếu có một loạt sự ra đi ở Atletico trong những tuần tới thì một thỏa thuận tiềm năng có thể được tính đến. Hôm nay Barcelona đã tổ chức cuộc họp báo ra mắt chính thức Lewandowski. Chân sút người Ba Lan cho biết rất hào hứng khi gia nhập Blaugrana. Trong bóng đá, điều quan trọng nhất là bạn phải có khát khao chiến thắng, và tôi tin mình đang ở nơi tốt nhất để làm điều đó. Tôi cũng khát khao ghi bàn. Đội ngũ Barca hiện tại rất chất lượng và giàu tiềm năng. Tôi tin mình đang ở một đội bóng tốt. Tôi hy vọng sẽ ghi nhiều bàn cho Barca. Đó là thử thách của riêng tôi. Ngoài ra, Levy cũng tiết lộ anh đã có vài buổi tập với các đồng đội mới, đồng thời khẳng định anh sẵn sàng ra sân trong trận siêu kinh điển với Real Madrid vào cuối tuần này. Về phía Barca, chủ tịch Laporta cũng rất phấn khích về tân binh của câu lạc bộ. Lewandowski đã rất nỗ lực để đến với chúng tôi. Hành trình để các bên hợp tác với nhau không hề dễ dàng. Chúng tôi vô cùng tự hào vì Lewandowski nói rõ cậu ấy muốn đầu quân cho Barca. Mới đây, Liên đoàn bóng đá châu Phi sẽ công bố các giải thưởng danh giá nhất bóng đá lục địa này. Danh sách rút gọn cho giải thưởng cầu thủ nam xuất sắc nhất chỉ còn 3 ứng viên gồm Sadio Mane, Edouard Mendy và Mohamed Salah. Trong đó, Salah và Mane được đánh giá là có khả năng cao nhất đoạt danh hiệu này. Cả hai đều đã tỏa sáng trong màu áo Liverpool mùa vừa qua. Không chỉ mang về hai danh hiệu FA Cup và Carabao Cup, cả hai còn góp công đưa lữ đoàn đỏ tiến đến chung kết của Champions League. Mane đang có lợi thế hơn Salah khi anh là đầu tàu dẫn dắt đội tuyển Senegal vô địch CAN Cup hồi đầu năm, càng đặc biệt hơn khi Senegal đánh bại chính đội tuyển Ai Cập của Salah. Đến đây, bản tin chiều xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng bình luận viên Anh Quân News. Xin chào và hẹn gặp lại.